Con biết này ở trên lớp thì cô có đọc được không? Cô đọc được, cô bảo quên rồi. Hôm nay viết như này có thấy đẹp không? Có. Cầm cầm vở rồi, cầm vở. Có tên là gì nhỉ? Tên là Nguyễn Như Tùng. Quy Tùng học trường gì, lớp gì? Trường trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Trinh lớp 6A2. Thế hôm nay thấy có viết đẹp hơn không? Có ạ. Tôi nghĩ là đến lớp mà viết thì là cô có tin là mình viết không? Không biết. Rồi ở lớp viết. Khả năng là 50.